the HCG, Architecture and Computer Graphic Training. Rồi, ở trong video tiếp theo này thì chúng ta sẽ tìm hiểu sang cách vẽ để chúng ta sẽ vẽ được cái phần tường cho công trình, được chưa? Cho cái mặt bằng này. Thì cái phần tường chúng ta thì các bạn sẽ để ý thấy là chúng ta sẽ có hai loại tường chính nhá, các loại tường bao. Cái loại tường bao ở đây. Ok chưa? Tức là cái phần mà nó bao bên ngoài công trình này. Là loại tường thứ hai là cái loại tường gọi là mang tính chất là vách ngăn các cái không gian của căn phòng, dù nhà vệ sinh này, hoặc là nếu mà có thêm phòng ngủ các thứ, những cái bản vẽ khác có thêm phòng ngủ các thứ thì nó sẽ có tường vách ngăn. Cái tường bên trong là khoảng tầm 110 thôi. Đối với cái loại gạch module ở miền Bắc nó khoảng 110. Thế còn cái tường bao bên ngoài là tường 250. Thế vậy thì chúng ta sẽ vẽ xong cái phần tường này trước nhé, ở trong cái video này. Thì cái quy luật của cái vẽ phần tường này thì một cái mẹo về các bạn là chúng ta sẽ vẽ nó từ ngoài vào trong. Tức là chúng ta sẽ vẽ cái tường bao trước. Ở đâu tường bao ta sẽ vẽ tường bao đấy, tức là những cái tường mà có cùng kích cỡ là 250. Đấy, bao bên ngoài chúng ta sẽ vẽ trước, được chưa? Sau đó ta sẽ triển khai đến cái phần chi tiết bên trong, đó là những cái phần tường vách ngăn, những cái tường mà mang hiểu chức năng là phân cách không gian phòng, chúng ta sẽ vẽ phía sau, được chưa? Chúng ta cứ tuân theo thứ tự đấy, chúng ta sẽ làm nó rất là nhanh và cảm giác nó làm đâu hết đấy, không bị bỏ sót mà cũng không bị lộn xộn. Ok, tiếp tục thì chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung vẽ tường. Thì chúng ta sẽ có cái tường là gì ạ? Đầu tiên thì các bạn sẽ để ý quy luật trước nhá. Tường này chúng ta sẽ vẽ bằng gì? Hình rectangle này. Đấy, copy phát xuống đường ông này luôn. Vẽ một ông phát copy xuống đây là hai, được chưa? Hai đầu này các bạn sẽ vẽ ở đây và copy xuống dưới này. Đấy, cái này các bạn sẽ cũng sẽ vẽ một hình rectangle vào đây và copy xuống dưới này. Đó. Vậy là chúng ta sẽ vẽ cái tường bao trước. Ở tại đây các bạn sẽ vẽ tường luôn nhá. Đấy, vẽ tường ở chỗ này luôn. Đấy, và vẽ tường kín luôn ở đây. Đấy, sau đó chúng ta lát nữa chúng ta vẽ đến phần lớp cửa, chúng ta sẽ chìm cửa sau nhé. Còn lại có tường các bạn cứ vẽ hết cho mình nhé, không cần phải cắt ngay từ bây giờ mà chúng ta vẽ tường kín trước, sau đó cắt sau để cho nó cái ông nào dứt điểm với ông đấy nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái này là bao nhiêu, nó bằng với kích thước của cột là 220, đúng không ạ? Cái này là 220 này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ như sau, rectangle REC này. Đấy, các bạn nhớ tích vào đây. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang layer net cut REC. Đấy, tích vào điểm đầu của cột này, kích vào đây, đúng không ạ? Các bạn sẽ vẽ lại offset này. Đấy, nhập là 220 bởi vì offset vào trong là 220 mà, đúng không ạ? Tại đây các bạn sẽ lựa chọn hai cái tường vừa rồi và bạn bấm phím explode, tức là chúng ta sẽ phá vỡ cái sự liên kết của nó ra. Đấy, các bạn có thể là mở cái sổ này xuống, tại vì cái layer trục kia các bạn đã vẽ xong rồi, bạn phải khóa lại mà kiểu trục đâu ạ. Kiểu trục các bạn vẽ xong rồi khóa lại nhé. Cái khóa này hôm qua mình đã nhắc ở trên lớp rồi, chức năng nó ra sao, đúng không ạ? Chúng ta sẽ không có thể hiệu chỉnh của nó, chúng ta chỉ hiệu chỉnh được cái tường này thôi. Đấy, vẽ xong cái này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái gì ạ? Đấy, ở đây cái đầu có hai cái đầu nhô ra, đúng không ạ? Nhô ra thì nhô ra là bao nhiêu? Ở đây các bạn thấy là cái phần này nó không ghi kích thước chính xác, nhưng mà chúng ta hãy áng chừng được nha. Ở đây là khoảng 750, đúng không ạ? Thì cái phần này các bạn cho tầm khoảng 700 đi, tức là tầm khoảng 1400 đi. 750 với 650 các bạn chỉ cho tầm khoảng 1m4, được chưa? Cái này là copy lên trên 1m4. Cách vẽ là đơn giản như vậy thôi. Các bạn có thể vẽ RLC này. X là 1m4 đúng không ạ? 1400 tab sang là bao nhiêu? 110. Mình thấy cái chỗ đây 110 mà. Mình sẽ dùng lệnh move. Ở đây mình đổi lệnh tab thành lệnh quy rồi, nhưng mà bạn cứ gọi lệnh M là chúng ta sẽ di chuyển được. Đấy, phải vào đây không ạ? Vào đây rồi. Bây giờ mình thấy là cái trục này, tạm thời cái trục này nó đang bị gần quá. Các bạn sẽ lại move con này. Các bạn lại phải mở cái trục này ra. Kiểu trục, được ạ? Mở ra để hiệu chỉnh nha, các bạn quét vào đây, cho lại mu và giữ phím F8 để cho nó mu, nó cho nó được thẳng ra ngoài nhá. Các bạn để ở tầm này. Đấy, tạm thời thì cái trục này lát nữa chúng ta sẽ hiệu chỉnh sau. Đấy, trục này chúng ta sẽ hiệu chỉnh sau. Thì bây giờ các bạn sẽ copy ông này xuống, để CO bắt vào đây, xuống dưới này. Đấy, vậy chúng ta đã có được một cái thứ nhất này. Tiếp theo cái bên này là bao nhiêu ạ? Cái này khoảng tầm ok là bao nhiêu? Mình sẽ áng chừng nhé, không cần chính xác 100% đâu. 900 hoặc 800 mình cho khoảng tầm khoảng 1m7 đi. 1m7
mét 7 hoặc mét 8 tùy các bạn nha. Ở đây chúng ta đang luyện vẽ cái công trình này thì nó không cần phải, nó không không phải thi công thực tế nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm. Ở đây khoảng tầm mét 8 đi, mình cho 1 mét 8 là nhân với lại 110 đó, mu ở đây. Cái phần này các bạn làm tương tự này, khi mà nó bị vướng các bạn sẽ cho nó ra ngoài một chút đó. Để chúng ta sẽ vẽ tiếp, copy ông này lên trên lên đây, ok chưa? Vậy là chúng ta đã xong được cái phần tường bên ngoài. Thế bây giờ chúng ta sẽ vẽ phần tường gọi là gì, tường bên trong này. Thế tường bên trong này bao gồm trụ cầu thang này một cái là khoảng 220 này, và cái phần tường không gian phòng vệ sinh chúng ta sẽ vẽ nó như nào đúng không ạ? Các bạn thấy là cái trục chúng ta sẽ vẽ ở cái khóm này là vị trí trục 23 đúng không ạ? Đấy, nó không có bị ăn sang trục 34 này, trục 12. Thế tại cái trục 23 chúng ta sẽ đầu tiên là vẽ tường 220 trước nha. Đấy, cái nét cắt của nó này. Đấy, nó rất là đậm. Đấy, cái phần nét này nét thấy, nét cắt của nó bao này. Chúng ta vẽ 220 cái chiều dài nó là bao nhiêu? Đấy, chiều rộng là 220, cái chiều đứng của nó là bao nhiêu? Các bạn có thể đo được không ạ? Nó là khoảng bao nhiêu? Ở đây thông thường là về cái phần độ rộng này chúng ta sẽ để khoảng tầm 1.000 nhá. Mà bạn thấy ở đây khoảng tầm hình vuông ở đây, chứ tầm khoảng là 1.000 nhân 1.000, tức là cái chiều này các bạn sẽ để khoảng 1.000 nhá. 1.000 nhân với 220 và nó cách sang đây là gì? 1460. Thì bây giờ ta sẽ vẽ như sau này. Các bạn vẽ một đường line nhá. Tích vào đây, F8 xuống. Offset là 1460. Đó, vào đây. Thì vậy chúng ta có điểm xuất phát là từ đây lên đúng không ạ? Và tường của ta là gì? 220 nhân với 1.000 và nó xuất phát từ điểm này lên là 1.000 đúng không ạ? Các bạn sẽ vẽ ở đây là gì? Rectangle này 220 nhân với lại bao nhiêu? Đúng không? 220 nhân với lại 1.000. Đấy, vậy chúng ta có đông này, bây giờ các bạn sẽ mu nó xuống này. Đấy, mu đúng vào cái điểm này. Đây, chúng ta sẽ mu ra này. Đấy, ở đây chúng ta có ông này lên đúng không? Đấy, các bạn sẽ chúng ta sẽ xác định cái điểm đặt nó vào đây. Bỏ F8 đi. Đấy, vậy là ta sẽ xóa hai cái đường thừa này đi. Vậy là xong tường này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ vẽ cái phần không gian phòng vệ sinh này. Thì cách vẽ như sau, các bạn sẽ để ý thấy là hai hình rectangle ở đây đúng không ạ? Và khi vào tường 110 vào trong chúng ta offset 110, chúng ta sẽ có được cái phần tường này. Đây, và chúng ta sẽ xóa đi cái phần thừa ở đây đi. Tiếp theo đến là cũng là hình rectangle ở đây. Và offset là 110, chúng ta sẽ có được cái phần bên này và xóa phần đây đi. Chúng ta sẽ thu được cái không gian phòng của phòng vệ sinh. Được chưa? Bây giờ xác định câu hỏi này là gì? Chúng ta sẽ vẽ hình rectangle to ở trước. Thì cái kích thước của nó là 110 ở đây biết rồi. Thế cái chiều thẳng đứng là bao nhiêu? Chiều ngang là 110, chiều thẳng đứng là bao nhiêu? Đấy, thì bạn ở đây nó không có cho thông số đúng không ạ? Thì bạn ấy có thể gióng sang này. Quay gióng sang bằng này không ạ? Ở đây nó khoảng 3090. Đấy, thì nó thấp hơn một chút thì bạn có thể để khoảng tầm làm tròn như tầm khoảng 2m9 này nhỉ. 2m9 thì ở đây các bạn sẽ vẽ như sau này. 2m9 được chưa? 2m9 này, tức là chiều cao 2m9 thì nó ra đây là khoảng 110 nhân mí 220. Chỗ này các bạn sẽ để khoảng bao nhiêu ạ? Chỗ này khoảng 300 đi. Tức là chúng ta sẽ còn 1.000. Chiều này là 1.000, chiều này là 2.900. Ok, mình vẽ hình rectangle 1.000, cao xa là 2.900. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mu vào đây. Đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ đã vẽ được hình này. Offset vào trong là bao nhiêu? Offset là 110. Đó. Tạm thời chúng ta cứ để như vậy đã. Bây giờ để vẽ được cái hồn ở bên trong này, chúng ta sẽ vẽ là gì? Ở đây là 1.000 này. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ cái này là 110. Và khoảng cách là 1.190. Chúng ta sẽ vẽ như sau, ở cái đường line này. 190, chúng ta vẽ đường đầu này. Rectangle là bao nhiêu? 110, tác sang là 1.000. Đó, chiều cao là 1.000 và cái phần đầu này nó sẽ là 110. Xóa đường này đi. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ là 110 và kéo dài ở đây. Thì ở đây tạm giả sử mình vẽ hình rectangle là bao nhiêu? Khoảng tầm 300. Tác sang 110 là chiều x nhé. 110. Mình sẽ đặt vào đây. Đấy, 110 phải chiều x này để mình có thể kéo đầu này ra. Đấy, bạn kéo đặt vào đây. Đó. Bạn nào mà không kéo được có thể dùng quét qua hai đầu đây và dùng lại stretch kéo vào đây.
Đó, vậy là chúng ta đã có được phần tường hình dung rồi. Tại cái phần hình chữ nhật này thì bạn có thể dùng explode, chọn vào explode. Được chưa? Thì chúng ta sẽ trim được cái các cái phần nó bị thừa. Tại đây các bạn có thể là gì? Explode tiếp theo ra. Đấy, các bạn có thể kéo đầu này vào đây. Được. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trim. Trim cái phần này đi. Quét qua của nó thì mới trim được. Ok ạ. Đấy, phần này ra xóa đi. Green. Ok. Phần bên này cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ Green. Thế vậy là chúng ta đã xong được cái phần tường, phần kết cấu của tường rồi chưa ạ? Thì trong cái phần tường này chúng ta sẽ cần phải xử lý cho nó sạch hơn một chút. Đó là để mà trước khi chúng ta sẽ làm được cái phần tường này nó gọn hơn thì các bạn sẽ sử dụng lại một cái lệnh lệnh lay show, lệnh hiện layer này. Lay show. Chức năng của nó là hiện cái lớp layer chúng ta được chọn. Các bạn sẽ có lệnh lay show và chọn vào cái đối tượng thuộc layer next cut thì nó sẽ ấn cách một cái thì nó sẽ hiện toàn bộ layer next cut. Thì tại đây các bạn sẽ quét chọn trim qua tất cả này. Quét chọn qua tất cả chúng ta sẽ trim. Các bạn sẽ trim hết các phần này đi. Tại vì phần này nó phải nằm gì? Nét cắt thì nó sẽ thông nhau. Đó, ok chưa? Cắt hết. Quét qua thì tất cả đối tượng bên dưới nó đều bị trim hết đi. Đó. Cẩn thận trim nhầm là hỏng nha. Trim phải trim đúng. Ok, vậy là chúng ta đã thu được cái phần tường. Sau đó chúng ta lại gọi là lay đi. Lay on là bật tất cả lên. Đó. Nếu ạ. Và sau khi làm bước này rồi các bạn bấm Ctrl Net nhé. Quên mất là phải bấm Ctrl Net và các bạn sẽ lưu file ra một vị trí nào đó và lưu lại. Nếu không thì chúng ta sẽ hiện tượng mà mất điện là bị mất bài đấy. Ok không ạ? Ctrl Net liên tục 5 phút Ctrl Net một lần. Vậy là ta đã thu được phần tường rồi. Lát đấy chúng ta sẽ vẽ cửa, chúng ta sẽ đục cửa trong cái phần tường này đi. Nhạ.